OK, xếp một trận tứ kết ở nội dung đơn nam giải cầu lông vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc năm 2019. Phía gần màn hình của chúng ta, vận động viên Lộc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Phía xa màn hình, vận động viên Tuấn Anh đến từ Bắc Ninh. Trận đấu thứ nhất điểm đang là 16-14 nghiêng về Thành phố Hồ Chí Minh. Cái máy của mình nó cứ nghiêng nghiêng. Trên sân số 3, nội dung đơn nữ Lê Ngọc Phượng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Thị Thái Mai, Hải Phòng. Điều hành trận đấu cho ngày chính. Anh Tú và bài giao cầu Thanh Trà. Thank you.
Hãy
nội dung đơn nữ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bắc Giang.